hành sự chỉ đạo của Ban tổ chức Đại lễ Phật đàn Liên Hợp Quốc Vê Sắc năm 2019 và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vê Sắc năm 2019. Ngày 4 tháng 5 năm 2019, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã tổ chức buổi họp liên ngành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan hữu quan. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia, Trưởng tiểu ban Lễ tân giáo tế. Đại đức Thích Nguyên Chính, Thư ký Văn phòng 1 của Trung ương Giáo hội, Chánh văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng tiểu ban kiêm Thư ký tiểu ban Lễ tân giáo tế. Đại diện của lãnh đạo sân bay quốc tế Nội Bài có ông Đào Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng hàng không miền Bắc, ông Vũ Ngọc Kiệm, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Viettravel Hà Nội. Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Quang Thạnh đã triển khai sơ bộ về việc đón, tiếp, tiễn các đại biểu quốc tế và trong nước đến tham dự đại lễ, về cách bố trí tình nguyện viên đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao và các nguyên thủ quốc gia. Về phía công ty Viettravel, ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc đã đề xuất nơi bãi đỗ xe để được luôn luôn túc trực tại điểm đón. Về phía giáo hội, cũng đề xuất việc treo biểu ngữ băng rôn Affix khu vực sân bay để tuyên truyền cho đại lễ cũng như chào mừng đại biểu đến dự. Được biết, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê Sắc năm 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 12 cho đến 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đại lễ dự kiến sẽ đón tiếp 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 105 nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc. Các nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự bao gồm có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan và Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Các quan chức bộ trưởng của các nước sẽ tham dự đại lễ. Bên cạnh đó sẽ có hơn 20.000 đại biểu trong nước. Đại lễ sẽ là sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân bản của Phật giáo. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 54 đã chính thức chấp nhận đề nghị của 34 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc chọn ngày Phật đản làm ngày lễ văn hóa và tôn giáo của Liên Hợp Quốc với tên gọi Ngày Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Những hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra hàng năm tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ và tại các trung tâm của Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới từ năm 2000 trở đi. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc là đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo và ngày Phật nhập Niết Bàn, cùng diễn ra trong ngày trăng tròn tháng Vê Sắc hàng năm, tương ứng với ngày rằm tháng 4 âm lịch. Năm 2008, Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Năm 2014, Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc lần thứ 2 tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Năm nay, Phật giáo Việt Nam lại được vinh dự đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Việt Nam với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 sẽ được tổ chức tại Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019. Chùa Tam Chúc có tổng diện tích hơn 5.000 hecta, bao gồm một hồ nước rộng 1.000 hecta, núi đá và rừng tự nhiên rộng 3.000 hecta, các thung lũng rộng 1.000 hecta. Đây là chùa vô cùng đặc biệt với cảnh quan hùng vĩ, với 12.000 bức tranh chạm trổ trên đá miêu tả sự tích Đức Phật và 1.000 cột kinh đá do những người thợ chuyên nghiệp đến từ mọi miền trong nước và nước ngoài chạm khắc trên loại đá núi lửa được đem về từ Indonesia. Trong những ngày diễn ra Đại lễ Vê Sắc tại chùa Tam Chúc sẽ có nhiều sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốc tế như hội thảo khoa học, triển lãm panorama mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và thế giới, chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế, các buổi thuyết giảng Phật pháp, diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới. Trong dịp này, đại biểu còn được nghe thông điệp chúc mừng của Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng như từ các vị nguyên thủ quốc gia và các lãnh đạo Phật giáo trên thế giới. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam năm nay sẽ hân hạnh đón tiếp trên 1.500 đại biểu trong nước và nước ngoài, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà lãnh đạo tinh thần cùng với Phật tử thuộc nhiều truyền thống Phật giáo của 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo bạn, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu Phật học cùng với hơn 10.000 Phật tử và nhân dân đến tham dự. Việc đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc tại Việt Nam mang ý nghĩa hết sức to lớn và thiết thực đối với đời sống, xã hội và văn hóa của nước ta.
Đại lễ Phật đản Phê Giác khẳng định truyền thống lịch sử, giá trị nhân văn của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Đại lễ tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với giáo hội và các truyền thống Phật giáo trên toàn thế giới, khẳng định vai trò vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đại lễ Phật đản Phê Giác giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, văn hóa truyền thống và lịch sử Phật giáo Việt Nam với các đại biểu quốc tế và tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới, qua đó phát triển tiềm năng du lịch tâm linh, góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia, đồng thời cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống tôn giáo của người dân tại Việt Nam. Đại lễ Phật đản Phê Giác Liên Hợp Quốc 2019 sẽ góp phần vào sự phát triển hợp tác toàn diện của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới vì một xã hội bền vững. Phật sự online sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này suốt thời gian diễn ra đại lễ tại Chùa Tam Trúc và thực hiện chương trình cầu truyền hình Đại lễ Phật đản Phê Giác Liên Hợp Quốc qua các hoạt động diễu hành xe hoa, lễ hội hoa đăng và các hoạt động chào mừng đại lễ khác tại 20 tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật đón xem sự kiện trọng đại này.